Cảm ơn Lương Phước. Nhức đầu. Chứng minh nè. Đâu rồi, cái chữ H C D bằng D C K, thấy chưa? Thấy nhìn cái góc này chưa? Đưa cái tay vô, chẳng cung gì. Tiếp, đưa lên cái góc khác, chẳng cung đó luôn. Sai. Đưa lên cao lên, đúng rồi. Vậy góc số 2 này bằng góc số 2 này đi. Số 2 ghi số 2 đi. Số 2. Số 2. Số 1. Hiểu. Tiếp. Thấy góc này chưa? Góc số 1 chưa? Kéo nhỏ thôi. Kéo tới đây thôi. Tới đây đâu phải cung. Tới đây thôi. Này, có bằng cái góc này luôn không? Không. Có, hai tam giác đồng dạng. Thấy tam giác này chưa? Với tam giác này chưa? Không, không thích cái đó. Thích không thích cũng vậy, còn không thì thích hai tam giác nhỏ này không? Không. Tam giác hai tam giác nhỏ này nha. Thì góc này vuông, góc này vuông, góc này với góc này đối. Đối đỉnh. Đối đỉnh suy ra góc này bằng góc. Góc này, rồi tiếp tục đưa cái tay vô góc này. Kéo dài ra. Ủa. Rồi xong rồi. Vậy góc này bằng góc này cũng bằng góc này, suy ra hai góc này bằng bằng nhau rồi, xong, hiểu không? Ừ.